Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại ngôi miếu Thiên núi Hồng Bà. Cái ngôi miếu mà có cái cô gái trèo lên để coi mê và treo cổ xuống dưới đất đó các bạn. Miếu này rất là nhiều cây to, phía dưới đó có cây thiệt to. Đây là cây cây bồ đề các bạn, ngay cổng vô là cây bồ đề. Mình thấy hình như cái khúc cây nữa bị bên trong có khúc cây nó bị gãy các bạn, có lẽ là do bão nó gãy vừa rồi, bão số 9. Bão số 9 nó bị tét cái nhánh cây nó gãy xuống. Bão giật cấp 13 luôn mà. Ồ, có rất là nhiều cành cây nó bị gãy các bạn. Cây to thì không chớp gốc nổi nhưng mà nó bị gãy cành nhỏ nhỏ rất là nhiều. Đây nữa. Bên này cũng gãy rất là nhiều cành. Đây là cành khô nó gãy nè. Khô. Lâu năm ở trên này rồi nó gãy nó rớt xuống các bạn. Đây cũng là mấy cái cành nó gãy nè. Coi đây coi gì mà nó có cái bông ta. Cây này có bông hả các bạn? Không biết cái cây gì mà cây trên núi à. Cây to thì bao nhiêu năm rồi không bao giờ gãy được. Nó chỉ gãy mấy cái cành nhỏ 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 này. Thì thôi mình đi vô trong mình cầu cơ xin số thử nha. Một miếng này rất là linh các bạn. Hai ba clip trước mình đến khám phá ngôi miếu này thì mình thấy có hiện tượng các bạn. Các bạn xem thì comment nó có hiện tượng cho nên các bạn nói là đến xin số thử thì mình đến mình xin thử như thế nào nha. Hình như là có người mới đến cúng hay sao các bạn. Có tiếng ngỗng kêu các bạn ơi. Có lẽ là nhà ở trong xóm gần ở đâu đây nè, họ nuôi ngỗng. Tiếng ngỗng là để trừ tà ma các bạn. Những nhà nào mà có khu nào mà có ma thì người ta hay nuôi ngỗng. Có hoa rất là mới, hoa cúc rất là mới nè. Có trái coi nè. Giống như hai cái ly, mấy cái ly của ông Địa để xuống đây. Và bên trên đây cũng có trái cây nữa các bạn. Bên phải đây có bánh sô-cô-la. Mình nghĩ là chắc là họ cũng rằm các bạn, bởi vì vừa mới rằm xong mà. Có nước. Có mấy cái ly nhựa, chén nhựa nữa các bạn, ly nhựa nữa. Thì mình nghĩ là họ cũng chì. Ở đây có mấy cái sỉ nhựa nữa. Và có bánh rồi các bạn, bánh ha. Bên trong này cũng là bánh rồi nè. Họ cúng rất là nhiều. À mình phát hiện rồi các bạn. Các bạn thấy gì không? Đài Gia Lai ngày 30 tháng 10 đầu cuối 18. Họ xin số các bạn ơi. Họ xin số, họ cúng, họ xin số. Hèn gì. Bên ngoài đây các bạn thấy không? Có ly, cũng có nhiều cái mới mới này, đây nè, hoa mới nè, nước nè, có mấy cái ly nước để ngoài đây nè, có dấu cúng mới nè. Không biết là họ cúng rằm rồi họ xin số luôn hay là người xin số khác, không biết. Cái chữ này thì chữ phải nói là rất là đẹp luôn các bạn.
không phải chữ mình tự biên từ biển mình ghi để vô đâu nha, mình không có chữ đẹp như vậy đâu. Mình đến đây là hôm nay mình xin số cho các bạn xem thí nghiệm thôi, làm giải trí thôi. Mình vô tình mình phát hiện được là có người họ xin số họ để tự tự ở đây ha. Rồi thôi kệ nó như thế nào, mình để im như vậy nha. Mình chỉ để camera để mình cúng rồi mình xin số thôi nha. Thì bây giờ mình sẽ đốt hương, đốt đèn lên và cúng xin số thử nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đốt nhang để mình xin số nha, đốt đèn và đốt nhang để xin số nha. Bó nhang nhiều quá cho nên nó cháy lâu các bạn. Ở dưới này cũng có các bạn, mình cắm ở dưới này nữa, ở dưới này rất là nhiều chỗ cắm nha. Mình chỉ đi ra cắm ở ngoài cửa ngõ và cắm mấy cây nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình lúc này thì mình có viết mấy cái số dưới đây rồi các bạn, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 và 0, nghĩa là từ 0 tới 9. Thì mình sẽ bắt đầu mình đặt trứng cho em, nó đứng cái con số nào thì là con số đó nha. Thì mình xin rồi nè. Thì thật ra thì cũng vô tình thì mình lên đến đây thì mình thấy ở dưới cái lư thì người ta có xin số, người ta để số ở dưới là con số 18 và ngày 30 tháng 10 đại Gia Lai. Thì hôm nay là như tối hôm nay là tối mùng 2 rồi các bạn, tối mùng 2 tháng 11 rồi, thì họ đã xin trước ra 2 ngày, cũng biết là ngày mai là mùng 3 là số của đài nào đài Gia Lai. Như đây đài Gia Lai thì đài miền Trung, thì mình cũng xin tại miền Trung, thì ở đây là ở miền Trung cho nên xin tại miền Trung. Thì không biết tài nào luôn rồi, mình không có chơi số đề các bạn. Thì mình bắt đầu mình lấy trứng mình đặt thử nha. Cái ngày có linh thiêng thì phù hộ cho con đặt trứng thì mà nó cho đứng con số nào đứng nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu con số 1 hàng trên đây trước nha. Các bạn ngồi xuống các bạn. Đẹp lên rớt các bạn.
Rồi đặt 3 lần mà không được thì mình bắt đầu đặt con số khác nha. Rớt luôn. Ủa? Sao thiệt không có thế, sao thiệt nó không đứng vậy? Thì là do thiết ngày chưa phù hộ. Tới con số 3 nha. Không đứng các bạn ơi. Đứng số 4 nha. Không đứng luôn các bạn. Đứng số 5. Không đứng luôn. Không đứng luôn. Tới con số 6 nha. Đổi cái trứng khác thử xem thế nào, xem nó không đứng ta. Số 6 thì một lần rồi, để tí lần nữa nha, không đứng luôn. Hai lần, lần thứ ba không đứng luôn các bạn. Con số 7 xem, không đứng các bạn ơi. Số 8 chín, số không, không có số nào đứng hết các bạn. Khi mình nghĩ họ đến đây họ xin số là xin là để viết cái số họ xin là để dưới, còn mình xin chữ tấn thì nó không đứng thì thôi. Hay là nó chưa hiển linh ta, mình giấy lại là nữa xem. Mọi cuốn thầy cuốn cũng mọi cuốn ở đây có rất là nhiều tài cuốn, các bạn thấy không, rất nhiều tài cuốn chứng tỏ là có nhiều người họ đến là xin số họ cũng rất là nhiều. Quên mười phút. Mời thuốc cho các ngài nha, các ngài linh thiêng thì phù hộ nha, phù hộ cho con nhé, các ngài linh thiêng thì phù hộ cho quả trứng đứng lên cho con, để con làm cho khán giả xem là có linh thiêng không nha. Các bạn thấy gì không? Chắc là linh rồi các bạn, cái chung nhang nó rung linh rồi các bạn thấy không? Coi nhang nó rung linh thì tàn thuốc nó rung linh. Các bạn thấy gì không? Bây giờ mình đặt lại nha. Mình sẽ bắt đầu từ con số 1 nha các bạn. 1, 8, 9 rồi có lại ngược lại số 0 ha. Bởi vì số 0 mình viết số 0 được. Bây giờ. Bởi vì số 0 là số cuối cùng ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là con số 0 nằm cuối cùng nữa các bạn. Thì mình viết. Viết số 0 cuối cùng. Mình sẽ đẹp cho nó đứng nha. Không đứng các bạn. Thử số 2 xem. Không đứng các bạn ơi. Thử số 3 xem.
4.4 chi. Không đúng các bạn ơi. Số 5 nha. Cái này lên tiêu thì phù hộ cho con nha, cho quả đứng trứng nha, trứng nó đúng nha. Đúng rồi các bạn ơi, số 5 nha, số 5 nha các bạn ha. Để mình sao ngã vậy? Mình để lại xem. Sao nó đang đứng mà nó ngã ra? Không trúng hả? Không đứng nữa các bạn. Vừa rồi là đứng số 5 nó giờ không đứng nữa. Thì thôi bây giờ mình thử. Mình để ngay cái trứng ra ngay số 5 đây nha. Để là làm dấu nha, làm dấu là đã có một trứng đứng rồi nha. Để ngay đây đi ha. Rồi mình bóc vào trứng khác nha. Bắt đầu mình đẹp lại ha. Đẹp lại từ con số 1 rồi đây nha. 1 quả một cái số vậy mình đẹp 3 lần thì nó đứng, nếu nó đứng thì mình tính, không đứng thì thôi nha. Số 2. Số 3. Không đứng các bạn ơi, số 4. Số 5 này đứng một cái rồi nha các bạn. Giờ được cái này thì mình đứng không? Số 6 nha. Số 7 nha. Số 8 nha. Số 9 nha. Đúng số 9 các bạn ơi. 5, 9 rồi nha. Bây giờ mình sẽ thử tiếp một cái nữa nha. Thì bây giờ mình tiếp số 0 nha. Số 0 mà không được thì mình quần lại nữa nha.
9 các bạn ơi. Bây giờ mình đi lại ngược lại là ngược luôn nha. Cái số 9 rồi nha, mình bỏ số 9 ra nha các bạn nha. 5 và 9 nha. Bởi vì mình đụng vô thì nó sẽ nghe, bởi vì cái chỗ này nó nhỏ. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Có khi nào ra 2 số 5 không? Là 5 lần. Còn lại coi. Đúng rồi các bạn. 0 9 5 5 9 0 5 9 0 là ba cái tính đứng các bạn ha. Như vậy là nếu mà quấn đầu cuối á, quấn hai số á, thì quấn 95 59 90 09 05 50 quấn ba số thì có thể quấn 5 90 509 905 590 thì đại khái như vậy thôi, gọi là quấn ba chân ấy, thì mình chỉ hiểu sơ sơ vậy thôi, nhưng mình không có cho chơi số đề. Thì như vậy là hôm nay mình xin được ba con số, đó là con số 590. Hôm nay là tối mùng 2 tháng 11, thì không biết là ngày mai ngày 3 thì sẽ là đề nào, thì để ngày mai mình sẽ dò xem là nó sổ ra cái trống không nha. Mình thì mình không chơi số đề các bạn, bởi vì chơi số đề thì nó bị con ma đề nó theo, cho nên mình nghiện, thì mình sẽ rất là nguy hiểm, rất là nguy hại. Mình không có chơi số đề đâu, dù trống mình cũng không chơi. Đó, hôm nay mình làm cái clip này là để là làm trải nghiệm cho các bạn xem. Đây nè, số này nó đứng ở đây là số 9 nữa nha. Ở đây số 5 nữa nha các bạn nha. Thì 590. Như vậy ba con số đó thì mình làm để khám phá trải nghiệm xem nó có linh hay không. Cho số có đúng hay không, bởi vì các bạn thấy ở trên thì người ta cũng có xin con số 18 tại Gia Lai ngày 30. Hôm nay là ngày 2. Thì ngày mai ngày 3 mình sẽ kiểm tra xem là nó có trống sổ ra, cái đài nào không biết trống hay không nha. Thì mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn nha. Mình dừng video đây. Cũng khuya lắm rồi, bây giờ là chắc cũng khoảng cửa tầm mấy giờ nhỉ? Nãy đi 11 giờ, chắc giờ phải hơn 12 giờ các bạn nha. Thì mình xin kết thúc video nha. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì đã 5 giờ chiều rồi. Ngoài trời đang là mưa rất là to. Mình đang dò xem cái kết quả của xổ số hôm nay có đúng với ngày hôm qua mà mình cầu không. Hôm nay mình dò thêm thử nó như thế nào nha. Thì như trên màn hình các bạn thấy đó, thì như trên này các bạn thấy rồi đó, hiện tại là nó đang quay vòng vòng đó, là đang chờ kết quả xổ số chứ vẫn chưa có kết quả nha. Thì một lát nữa có kết quả mình sẽ mở lại, bởi vì bây giờ
mà để chờ kết quả thì rất là lâu. Thì bây giờ đã có kết quả rồi các bạn. Hôm nay là ngày 3 tháng 11 và hồi hôm qua, đêm qua là mình xin là đêm ngày 2, và hôm nay là mình xin là hôm nay với sổ nha. Thì hôm qua mình xin được 3 số, đó là số 950 hả. Thì để hôm nay mình kiểm tra xem thế nào. Thì hôm nay là ngày 3 tháng 11 rồi, thì đài miền Trung là có hai đài là đài Đắk Lắk và đài Quảng Nam. Thì đài Quảng Nam là đầu là 0505. Hôm qua là mình xin là 950. À, có con 05 luôn nè các bạn, đài Quảng Nam này. Để mình kéo xuống xem. À, dãy 6 là có con dãy 8 là đầu là 05 nè, dãy 6 có số 50 nè, 0550 á. À, và để coi đặc biệt. À, đặc biệt là số cuối là 50 các bạn, 0550. À, đầu 05 cuối 50 luôn các bạn ơi, trúng cả đầu lẫn cuối nha. Và đài Đắk Lắk, đài Đắk Lắk có lẽ là đài chính thì phải, nó nằm trước. Thì số 92 Đắk Lắk cuối là số, cuối là số 09 các bạn, 509. Hôm qua là mình xin được là 590. À, trúng đặc biệt luôn các bạn ơi, trúng đặc biệt rồi. Woo!